thì cái này cô sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu ha, là các bạn tạo project luôn, new project nha. Cô đặt tên lớp mình, cái assignment ha, trong cái thư mục là Android cơ bản ha, CP 17101 assignment. Ok rồi, ok ok chưa? Rồi thì cái này để Java này, để cái okay, bình thường finish ha. Ok, cô tắt cái này đi nè, các bạn nhìn cho rõ ha. Các bạn chờ xíu. Đấy, hơi lâu xíu, không sao hết. Chờ xíu nha. Rồi, cơ sở dữ liệu của môn này là các bạn có mấy bảng nhỉ? Có mấy bảng ạ? Hai bảng cô ơi. À, hai bảng. Ok. Vậy là mình sẽ thiết kế hai bảng ha. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng... Rồi, xong rồi ha. Đây. Thì ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn từng bước này. Một là các bạn phải làm, tạo các cái package ha các bạn. À, đầu tiên là để làm database thì cô tạo cái package database. Các bạn lưu ý cho cô nè, cái tên package ha. Tên package các bạn viết chữ thường hết luôn. Rồi database là các bạn viết chữ thường hết luôn cho cô ha. Cái chỗ này để lưu database nè. Rồi. À, các bạn thêm nữa là một cái package để lưu các cái hàm để các bạn truy xuất vào database ha. Thì cô để trong một cái package là DAO. DAO là viết tắt của cái Data Access Object ha. Rồi một cái package nữa để các bạn dùng tới, đó là cái package adapter. Để các bạn tạo các cái adapter, custom adapter ha. Đó, cô tạo cái package, các bạn thấy là tên package các bạn để chữ thường như cô. Cái này là quy ước ở trong cái Java nha các bạn. Rồi. Thêm một cái package nữa, đó là model. À, model là cái gì? À, tức là cái model là cái class các bạn, class cơ sở. Ví dụ như các bạn có là một cái bảng lớp học và một cái bảng sinh viên, thì các bạn tạo cho cô một cái model là lớp học và sinh viên ha. Đấy, cái class để các bạn object á, để các bạn tạo các object của nó, đúng không? Rồi, thêm một cái package nữa là có thể các bạn thêm một không, có thể để cái view. Cái view tức là cái giao diện của người dùng, cô chứa các activity hoặc là các fragment. Thì các bạn chưa học fragment thì chúng ta sẽ tạo các activity trước, thì cô để trong cái view. Ok chưa ạ? Thì ở ngoài này có cái main activity thì cô để ở ngoài này, cái trang này cô để ở đây ha. Còn lại tất cả cô sẽ để trong package hết, để các bạn nhìn cái project nhìn cho gọn gàng ha. Đấy. Thì bước đầu tiên, các bạn phải nghĩ ngay đến, nếu bạn nào là làm giao diện rồi thì các bạn copy hết cái vào view cho cô ha. Còn bạn nào chưa làm giao diện thì cứ từ từ, tức là những cái gì liên quan đến activity cô sẽ để trong view hoặc để ngoài cùng. Bây giờ các bạn đang thiếu tất cả những cái thông tin liên quan đến các cái package này. Thì đầu tiên là cái database, như hôm bữa cô hướng dẫn rồi ha. Các bạn tạo cho cô một cái class, các bạn đặt là DB Helper, nhớ không ạ? Thì cái class DB Helper này các bạn có phải là kế thừa cái anh SQLite Helper đúng không? Open Helper. Ok chưa? Sau để các bạn implement này khỏi lỗi nha, mình có hai cái này các bạn. Đấy. Và các bạn thiếu một cái constructor nữa. Các bạn thấy là nó vẫn lỗi đúng không? Các bạn thêm cái constructor cho cô nữa, DB Helper. Đó. Và cái này là các bạn gọi đến cái shipper nè. Được chưa? Và đối số truyền vào của shipper đầu tiên là context.
mà không có context thì ta sẽ truyền vào, đúng không? À, để cái này cô sẽ truyền vào context này, nhớ chưa? Các bạn sẽ biết là à, tại sao tôi phải truyền vào context? Bởi vì là cái context nó chưa có, mà bản thân class này thì nó không có context, cho nên các bạn phải truyền vào để dùng thôi. Đó. Rồi, các bạn gọi tới cái shipper, đối số thứ nhất là của nó là context. Đối số thứ hai là tên cơ sở dữ liệu, đúng không? Ví dụ cô để là morph1032 assignment, đúng không? Đó, rồi db. db chấm tên đuôi file db. Cái này cô để là factory, cô để null và version cô để 1. Ok chưa? Thì cái này rõ là cái câu lệnh để tạo database, đúng không? Câu lệnh cái này vừa gọi constructor của cha ra, nó vừa kết hợp là câu lệnh để tạo DB luôn. Đúng không ạ? Rồi, cô tạm thời để đó cái đã ha. Rồi. Bây giờ database của các bạn nè. Nó sẽ có hai bảng là tạo bảng lớp học nè. Lớp học nè. Hai là tạo bảng sinh viên nè. Sinh viên đúng không? Rồi, vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ có hai bảng lớp học và hai bảng sinh viên. Thì bây giờ các bạn tạo cái model cho cô nhé. Các bạn tạo cô model là lớp học. Rồi, nhìn nhá. Quy ước để tạo class nè. Cái tên class chữ đầu viết hoa nè. Các bạn thấy không? Các bạn để ý là tất cả những class là chữ đầu đều viết hoa. Đấy. Các bạn để ý nè. Class này cũng vậy thôi. Cái này là chữ đầu viết hoa. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Nó là quy ước hay ham? Đấy. Nhưng mà đặt viết thường thì cũng không có sai. Nhưng mà tại vì quy ước thì mình đặt theo quy ước thôi. Cái này là đặt định danh. Rồi cái model thứ hai là sinh viên, đúng không? Đấy. Rồi, vậy thì các bạn viết cái gì ở trong model này? Thì trong model này á, các bạn lưu ý nè. Database, bảng lớp học có những cột nào? Thì database nó chứa những cột đó. Thì bây giờ cô hỏi nè, lớp học nó chứa trường gì nè? Bạn nào làm rồi nè? Lớp học là có những trường gì ạ? Mã lớp đúng không? Mã lớp thì ta lớp rồi. À, mã lớp là string đúng không ạ? String hay integer? Rồi. Rồi các bạn để ý nhá, cái này là tên biến nhá các bạn. À, thì chữ đầu là viết thường, các bạn thấy không ạ? Rồi, private là string là tên lớp. Ok chưa? Rồi, cô coi còn trường gì nữa không? Nếu không còn thì thôi ha, được rồi. Vậy các bạn tạo cho cô cái constructor vào đây. Generate luôn ha. Constructor vào đây ha. Ok. Xong để các bạn tạo cho cô hai mấy cái phương thức getter setter vào đây. Được chưa? Bạn nào không nắm getter setter là gì thì liên hệ với cô để bổ sung lại kiến thức về Java. Vậy là cô đã viết xong cái gì đấy ạ? Constructor cái lớp cơ sở đúng không? Tương tự cho sinh viên. Sinh viên thì gồm những trường gì các bạn? Private gì ạ? String mã sinh viên đúng không? Mã sinh viên, private, string tên sinh viên. Rồi còn gì nữa hả Trung? Ngày sinh hình với mã lớp học coi. À, private, date. Nhớ là import cái dữ tiêu cho cô nha. Ngày sinh. Rồi, private. À, hình các bạn để integer hay là để string ạ? Để in. In cũng được, string cũng được ha, integer, hình, đấy, rồi, nếu mà không các bạn để string đi ha, string đi, hình, rồi, còn gì nữa, không? Mã lớp. À, private, string mã lớp, còn gì nữa không? Rồi, không có gì nữa, nếu không có điểm thì thôi ha. Rồi, bạn nào thích, cô thích thêm điểm vào không? Một con điểm thôi. Được không? Private nha. Double điểm, đúng không? Điểm gì cũng được, lấy cái điểm cho vui thôi. Để mình làm cho vui thôi. Ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình generate nè. Mình tạo cái constructor nè. Các bạn để ý nhá, cô dùng cái constructor có đối số. Cô không dùng constructor không có đối số. Cô ít dùng lắm. Tùy, nếu cần mới dùng thôi, tôi không cần. Cô không dùng. Rồi, thứ hai nữa là cái getter setter ha.
bôi hết, ok là xong. Các bạn thấy nó dễ không ạ? Ok, xong nhá. Rồi đến tiếp nào. Xong rồi. À, bây giờ đau thì sao nhỉ? Các bạn nhìn nhá. Mình sẽ có làm với lớp học chẳng hạn. Các bạn muốn lấy lớp học ra, lấy danh sách lớp học, thì có phải là các bạn sẽ lấy là get all đúng không? Viết cái hàm để ghép dữ liệu ra. Nếu mà muốn thêm lớp học thì mình sẽ viết cái hàm insert. Nếu các bạn update lớp học, tức là cập nhật thông tin lớp học, mình viết cái hàm update. Nếu muốn viết cái hàm delete thì lớp học thì mình phải viết cái hàm delete để xóa lớp học. Và sinh viên cũng tương tự như vậy. Thì các cái hàm đấy thực chất các bạn vẫn có thể viết chung. Nhưng bởi vì là nó nhiều và để đỡ tránh bị nhầm lẫn thì các bạn viết riêng các class ra. Thì cô viết ở trong cái DAO. Đây, các bạn nhé, cô tạo các class này. Là lớp học DAO. Nghe ghê quá ha, nghe chữ DAO tưởng là cái gì cơ. Đó. Rồi cô viết thêm một cái class là sinh viên DAO. Nghe sinh viên DAO nó kỳ kỳ đúng không? Cô không muốn đâu, tại vì từ nó tên là DAO thiệt. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi. Thì trong những cái class này, những cái class này các bạn viết cái hàm gì thì nó có mấy cái hàm thôi. Cô viết viết đỡ vào đây nha, chưa phải là cái hàm cuối cùng, cô viết cho nó khỏi lỗi thôi. Đó. Rồi các bạn lấy dữ liệu thì các bạn để là cái hàm get all. Để cái hàm get all. Rồi nếu mà hàm insert. À đúng không? Hàm update, hàm delete đúng không ạ? Thì các bạn để đây. Hàm là insert chèn dữ liệu update và cái hàm delete. Còn truyền đối số thì mình tính sau. Rồi, và sinh viên cũng vậy thôi, có những cái hàm này. Nhưng mà hàm này tôi chưa viết thôi. Cô chưa viết thôi, khi nào cần thì tôi viết. Ok chưa? Đấy. À, vậy là tôi đã xong được hai class này. Được chưa? Rồi, tiếp nào. Adapter cũng vậy, nếu các bạn muốn đổ dữ liệu list view lên, làm custom list view thì các bạn cũng tạo cho cô. À, là cái class là gì đấy ạ? À, cái gì đấy ạ? À, lớp học adapter. Đúng không? Đúng không ạ? Rồi cái này là kế thừa gì đấy ạ? Extend base adapter. Đúng chưa? Implement nó cái coi. Ok. Hết lỗi, đúng không? Rồi tương tự với cái sinh viên adapter. Đấy. Các bạn thấy nhanh chưa? Rất là dễ hiểu đúng không? À, mình sẽ phải tạo adapter thôi, tại vì ai cũng cần đổi dữ liệu list view mà. Extend cái base adapter. Đó. Rồi cũng implement control. Ok, cái là xong. Rồi để đó đã, chưa viết vội, đừng có viết vội. Ha, nếu bạn nào đã làm rồi thì chỗ này có thể copy vào đây. Ha, bạn nào chưa làm thì coi để làm lại thôi. Rồi, vậy còn một cái view nữa. Ha. À, mình activity đúng không các bạn? Đây. Các bạn giao diện là phải activity đúng không ạ? Tạo empty empty activity, đặt tên cho cô là lớp học activity. Lớp học để giao diện để quản lý cái phần lớp học. À, chờ xíu ha, với tạo thêm một cái nữa là gì đấy ạ? À, sinh viên activity. Còn những cái mà hàm khác các bạn để sau, ví dụ như các bạn login hay cái gì đó các bạn có thể làm sau, bổ sung sau nhé. Cái này các bạn để là sinh viên activity. Thấy chưa? Đó. À, vậy là cô đang show cho các bạn coi này, cách các bạn viết nè. Nhìn nha. Đây, cái này thì nó lỗi thì các bạn import cái package vào là nó hết à. Tại vì cô để trong package con mà. Import vào nó hết nha. Đấy, hết nha. Ok chưa? Rồi. Bây giờ các bạn nhìn lại cho cô này. Đây, toàn bộ nha. Vậy mình sẽ có package adapter để chứa các adapter, custom adapter để đổ dữ liệu lên cái list view. Mình có cái lớp down, hai cái lớp down để các bạn truy xuất vào dữ liệu ha, lấy dữ liệu lên. Đây có một cái lớp DB helper để các bạn tạo database và tạo bảng. Cái lớp model, cái này tạo các object đúng không? Cái class nè, mỗi cái này là các bạn để dùng để tạo object của mỗi cái lớp cái đơn vị nè ha, các cái bảng. Cái này thì lưu ý cho cô là
database có bao nhiêu cột thì những cái module này nó có bao nhiêu trường dữ liệu ha. Và giao diện để hiển thị nè thì có lớp học activity và student activity. Sau đấy các bạn thêm cái gì vào thì cứ thêm thôi. Ví dụ cái này các bạn làm trang login trước. Rồi, khi vào trang login xong thì các bạn vào một trang chính, ví dụ cái main. Rồi lại trang chính nha, các bạn new một cái activity là cái main vào đấy. Main thôi. Main này là main của cái gì ạ? À, của cái trang chính thôi, còn trang ngoài cùng là các bạn để trang login đúng không? Đấy, các bạn đặt main cũng được, là đặt trang chính cũng được, đặt sao cũng được ha, trang chính đi ha. Khỏi nhầm lẫn với ngoài. Để trang quản trị chính á, đúng không? Rồi các bạn có thể làm cái trang đổi mật khẩu vân vân. Có thể làm thêm hoặc là làm một cái dialog đổi mật khẩu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cứ từ từ bình tĩnh ha. Các bạn cần thì bổ sung sau thôi, cái này không có vội. Cái này cô cũng chưa làm vội đâu, cô thêm cho các bạn hình dung luôn. Mình muốn thêm gì mình cứ thêm. Chứ cô chưa có làm bây giờ. Được chưa? Đó. Rồi. Các bạn có thể đi nhiều từ nhiều con đường. Các bạn có thể đi từ database. Các bạn có thể đi từ giao diện. Các bạn có thể làm một cái trang giao diện trước, đúng không? Đó, tổ chức giao diện thì các bạn có nhiều cách để tổ chức ha. Bây giờ cô sẽ mô phỏng một cái cách tổ chức giao diện cho các bạn coi nhé. Đây cô vào cái pen này cô vẽ ha. Đây. Một cách tổ chức thứ nhất của giao diện này. Tức là các bạn có một trang chính là trang login. Được chưa? Ở đây các bạn có một cái list view. List view. À, sau đấy thì ở đây các bạn có một cái icon để các bạn thêm mới, insert đúng không? Đấy, các bạn thêm cái dấu cộng vào đây cho cô. Ok. Trời ơi. Thêm dấu cộng vào đây đó. Đấy là list view để hiển thị dữ liệu ha. Rồi. Khi các bạn thêm button thêm một dấu cộng này. Đấy, các bạn thêm một cái dấu cộng này thì nó sẽ ra một cái activity mới. Cái này có cái vẽ bừ bừ này là sẽ ra một cái activity nhá. Trong đấy các bạn sẽ có các cái trường dữ liệu ha, các bạn có nè. À, việc thêm lớp học đúng không? Thêm mã lớp, thêm tên lớp và có cái button để thêm mới. Ok chưa? Đấy. Đó, và các bạn có thể làm gì đấy ạ? Click vào button, ví dụ cái này là các bạn có cái list view đúng không? Mỗi list view các bạn có một cái button gì đó. Đó, button sửa, button xóa. Thì khi các bạn mà click chuột vào cái button sửa thì nó cũng ra một cái activity khác. À, để các bạn sửa đúng không? Cái vẽ bừa bừa này là activity đúng không? Để các bạn cũng sửa. Nhưng mà khi sửa thì nó có fill dữ liệu nha các bạn. Đây, khi sửa cập nhật thì nó có dữ liệu ở đây. Có dữ liệu ở đây. Ok. Thêm mới thì không có dữ liệu. À, sửa có dữ liệu và đây cũng có một cái button để các bạn thêm. Được chưa? Rồi click button xóa thì nó sẽ hỏi là bạn có chắc chắn xóa hay không? Được chưa? Nó sẽ hỏi là bạn có chắc chắn xóa hay không? Nếu chắc chắn thì nó delete luôn. Đúng không? Đó. Thêm một cái dialog ở đây. Đó. Ok chưa? Để là yes or no. Xóa hay không? Đó. Là được một cái phần quản trị vậy. Cái phần này các bạn sẽ tạo nè. Nếu mà làm theo cách này, các bạn sẽ có là 1, 2, 3 cái activity. 3 cái activity nhé. Một cái là đầu tiên là cái list, cái để chứa cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái activity để thêm. Activity thứ ba để sửa. À, con xóa thì không cần activity. Ok chưa ạ? Đó là cách thứ nhất để các bạn làm giao diện. Rồi cách thứ hai để các bạn làm giao diện như sau. Các bạn cũng có một cái activity ban đầu. Đúng không? Các bạn cũng có một cái list view. Các bạn cũng có một cái list view. Đây. Đấy, các bạn cũng có một cái à dấu cộng đây để các bạn thêm mới. Đúng không? Nhưng mà khi các bạn thêm mới thì nó sẽ không phải là mở activity khác mà các bạn sẽ mở ra một cái dialog. Ok không ạ? Một cũng là activity này nhưng mà trong cái activity này nó sẽ bật ra một cái dialog. Ok. Trong dialog này nó sẽ có cái thêm đây mã lớp, tên lớp. Đó. Xong đấy nó có một cái button insert. Đấy, cái dấu tròn mấy cái này nó vẫn giữ nguyên nhưng mà nó sẽ mờ đi ha các bạn, nó có bật cái dialog lên mà.
Ok, nó vẫn như nguyên, vẫn là trang này, như bật trang dialog này. Khi bạn nhấn ok thì nó sẽ cập nhật lại cái danh sách này. Nghĩa là các bạn chỉ có một cái activity thôi. Ok. Rồi giả sử như các bạn có cái button này, button edit. Button edit thì nó mở ra cái dialog này. Button edit nó cũng mở ra cái dialog. Nhưng mà dialog này nó có fill dữ liệu thôi. Đấy. Còn delete thì nó sẽ bật ra cái dialog, nó hỏi là có chắc chắn xóa hay không. Đấy. Thì vậy thì làm cách thứ hai, các bạn chỉ có một cái activity thôi. Còn những cái thông tin này là các bạn dùng dialog để các bạn làm. Đúng không ạ? Đó, thì đó là cách thứ hai để các bạn tổ chức dữ liệu. Có một cách thứ ba nữa nhưng cô không khuyến khích các bạn làm. Có nghĩa là các bạn, cái cách này thì xấu lắm các bạn ơi. Đây, cách này là cách cổ xưa không ai làm nữa. Đây, các bạn có form ở đây, thêm đây. Cái form trên trên này đây. Đấy, có cái button ở đây. Xong list view các bạn đổ dưới. Cái này thì cô không khuyến khích cả, nói giới thiệu thôi, list view ở đây. Cũng có một activity. Nhưng mà nó không bật dialog mà nó để trên sẵn ở trên này luôn, cái list view hiển thị dưới, cho nên là cái không gian hiển thị nó chật hẹp lắm. Và làm cái này thì dễ nhất nhưng mà không khuyến khích cách này. Thì cô chỉ khuyến khích các bạn hai cách trước thôi. Một cách là dùng 3 activity, một cách dùng một activity và hai cái dialog. Đồng ý với cô không ạ? Ok, chỗ này các bạn hiểu không? Ổn nha. Vậy thì các bạn đang thích dùng cái nào? Cô làm cái dialog trước nha. Vậy thì giả sử như bây giờ các bạn làm cái giao diện lớp học đi. Những lớp học đi, đúng không? Thì các bạn sẽ tạo một cái layout. Các bạn phải tạo layout, biết cách tạo layout trước nha. Cô không có tạo cái trang chính trước, mà cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này trước. Thì cái layout này các bạn sẽ thiết kế như thế này. Cái này là các bạn sẽ để cái list view, đúng không? Cô sẽ làm nè. À, đây. Thì đầu tiên là cô dùng cái relative layout các bạn nhé. Đây, relative layout. Đó, và cô sẽ add một cái list view vào đây. Đấy nhá. Đấy, cô sẽ add một cái list view vào đây. Các bạn có thể kéo thả, cô gõ bằng tay được. Các bạn để là match parent. Cái này cô cũng để match parent. Và lưu ý cho cô này, đấy, nó tràn xuống hết đây đúng không? Các bạn phải đặt ID ha, ID. Cái này các bạn đặt ra list view lớp học ha. Ok, rồi các bạn neo nó lại nè. Là align parent top, các bạn để là true. Ok chưa? Rồi, bây giờ nè, cái nút mà tròn tròn phía dưới á, thì tên của nó là floating action button. Floating action button. Ok, cái này, anh này nè. Và các bạn để cho cô cái này là gì ạ? Là đây, nó nằm ở góc này nè, để cái này là wrap content. Ok, cái này cũng để là wrap content. Ok chưa? Đấy, nó là cái nút này các bạn nè. Rồi các bạn phải neo nó lại nè. Thứ nhất là các bạn phải đặt cái ID cho nó. Cô đặt là floating action button. Cái này là add thêm lớp học ha. Cô để thêm đi. Thêm lớp học. Dài tí không sao hết. Các bạn tránh bị trùng ha. Rồi, cô neo anh này lại nè. Align parent right. Để true. Nó đẩy sang bên phải nè. Thấy không? Đâu rồi? Chưa đẩy hả? Ý. Sao không nhảy sang bên phải không này? Kỳ cục quá. Rồi. Cái align parent bottom nè. True luôn. Đó, giờ mới đẩy nè. Trời ơi, anh này phản ứng chậm ghê đấy. Rồi, các bạn muốn thêm cái dấu cộng vào đây á, thì các bạn có thể tạo một cái red nè, các bạn tạo một cái vector icon cho cô, drawable, click chuột phải, new một cái vector, access, rồi các bạn bấm vào cái clip art, các bạn thêm cho cô, gõ cho cô cái add vào đây, thêm mới vào đây, rồi lấy dấu cộng này nhá. Rồi, các bạn đặt màu. Các bạn có đặt kích thước nè, ví dụ các bạn đặt là 48 dp chẳng hạn. Rồi các bạn đặt cái màu, tùy các bạn thích đặt màu nào ha. Có thể đặt màu đỏ, màu xanh gì đó. Và sửa lại cái này cho nó ngắn tí ha, add nè. Rồi next. Ok, finish ha. Rồi các bạn thêm cái ấy vào đây. Các bạn thêm cái hình vào đây.
tức là SRC sẽ gắn bằng cái ROI bộ ad ha. Đấy, nó chưa hiển thị đâu, tí nữa nó hiển thị đó. Rồi, các bạn thấy nè, cái floating action button này là nó đè lên cái list view. Bây giờ muốn cái list view này không bị đè thì các bạn đẩy cái list view này lên bằng cách là đưa cái list view phía trên là có buổi là above cái ID cái floating action button thêm. Đấy, nó đẩy lên là thấy không? Rồi, muốn anh này mà đừng có sát cái mép quá, các bạn để cho nó là gì đấy ạ? À, margin là 8 dp ha. Ok chưa? Đấy, nó sẽ đẩy ra này các bạn. 8 dp. Đấy, nó sẽ cách nè, thấy chưa? Rồi. Là cô đã tạo cái giao diện xong, các bạn thấy là giao diện rất là đơn giản nhé. Bạn nào mà muốn thì tạo một cái tiêu đề đây nhá. Rồi, các bạn để một cái tiêu đề đây nè. Hoặc là để tiêu đề phía trên cũng được, hoặc là tiêu đề phía dưới. Thì theo cô là các bạn nên để tiêu đề phía trên cùng. À, các bạn có một cái chỗ để hiển thị đó. Thì tạm thời chỗ này cô không để tiêu đề nhá, các bạn để tiêu đề sau. Rồi, vậy là giao diện cô đã tạo xong. Ok chưa? Và cô lưu ý nè, cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo theo dialog nha. Nhưng mà trước tiên là cô hướng dẫn các bạn làm cái list view đã. Được chưa? Vậy giao diện các bạn thấy là rất đơn giản. Bây giờ nếu cô muốn tạo cái giao diện cho cái sinh viên activity thì các bạn lưu ý là cô chỉ cần copy thôi nha. Cô copy anh này xuống nè. Các bạn không phải làm rất là không phải làm mất công, có Ctrl C nè. Rồi, sinh viên activity nè. Cô đổi sang cái split, các bạn nhìn nha. Chỗ này cô đổi là relative layout nè. Thấy chưa? Xong ở đây các bạn làm gì ạ? Ctrl V cái nè. Các bạn đừng có để tên, các bạn đây không, nó không báo lỗi, trùng tên nó không báo lỗi. Mà khi chạy nó mới báo lỗi các bạn. Cho nên chỗ này các bạn để cho cô là đổi tên đi nhá, sinh viên nè. Rồi, cái này các bạn là thêm, cái này không phải là tên lớp học mà thêm là thêm sinh viên nè. Thì chỗ này các bạn nè, đổi lại cho cô sinh viên nè. Thấy chưa? Đấy, mọi cái là giữ nguyên. Mọi cái giữ nguyên, chỉ đổi cái ID cho cô thôi. Là các bạn thấy ok, thấy nhanh không ạ? Rất đơn giản đúng không? Đó là cách để các bạn làm. Các bạn không mất công phải gõ lại từ đầu khi có những cái chức năng nó giống nhau. Ok chưa? Rồi bây giờ cô sẽ đóng bớt lại mấy cái này nha. Đó, đóng bớt lại các bạn nhìn cho dễ ha. Rồi bây giờ ta quay lại cái màn hình của mình nè. Vậy là các bạn vừa tạo một cái activity lớp học và sinh viên thành công. Tạo được hai cái mô đồ thành công. Cái còn mấy cái này cô chưa làm đúng không? Rồi bây giờ nè, cô sẽ tạo cái DB helper. Được chưa? Đấy, các bạn cứ làm từng bước. Đấy, cô bây giờ cô sẽ tạo cái lớp học trước, đúng không? Tạo lớp học trước nha. Thì các bạn tạo nè, string SQL bằng, ok chưa? À, create table đúng không? Nó không phân biệt chữ hoa chữ thường đâu, nhưng mà cô cứ gọi chữ thường thôi. Create table. À, đặt tên table là lớp học ha. Đó, mở ngoặc nè. Cái này là tên cột ha, mình sẽ có là cột là mã lớp, đúng không? Để text nè. Và cái này để khóa chính là primary key nè. Và tên lớp nè. À, cũng để text nè. Ok chưa? Rồi xong. Đúng không? Đó, các bạn để mà thực thi nó thì các bạn có DB execute SQL ha. Ok chưa? Là xong rồi đó các bạn. À, còn tạo bảng sinh viên thì tương tự ha. Ok chưa? Ctrl C nè, Ctrl V nè. Thì chỗ này các bạn bỏ cái khai báo string đi. Thì nó cứ tạo mới thôi, không sao hết. Rồi cái này là bảng là sinh viên nè. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn coi lại nó có những cái cột gì ở đây ha. Đấy, mình có những cái cột gì ha. Cột mã sinh viên là cột tên sinh viên, cột ngày sinh ha. Mã sinh viên. Sinh viên. Tên sinh viên. Rồi ngày sinh. Kiểu date ha. Phẩy. Xuống dòng nè, xuống dòng để nó khỏi dài thôi. À, hình kiểu text, mã lớp kiểu text và điểm kiểu double, điểm kiểu float ha. Vậy là hình nè, kiểu text, đúng không? Mã lớp kiểu text. Rồi và có cái điểm kiểu float ha. Rồi là xong.
Thì ở đây các bạn có cái tham chiếu khóa phụ ha. Thực ra thì nói thật với các bạn là tham chiếu khóa phụ nó không bị ràng buộc giống như cái cơ sở dữ liệu khác đâu. Tham chiếu thì tham chiếu thôi, nó hiểu. Nhưng mà nó không có thực thi. À, cái này thì cô đã test thử rồi, nhưng mà kệ nha, cô cũng cũng làm cái tham chiếu các bạn coi nè. Tham chiếu thì reference. Tham chiếu từ cái bảng là mã lớp. À, cái bảng là lớp học. Và cái khóa chính là mã lớp ha. Đó thế thôi, nó hiểu là đây là khóa phụ đấy. Cái anh này là khóa phụ đấy. Nhưng mà không, nó không không có ảnh hưởng gì đâu. Kệ nó, mình cứ làm vậy thôi ha. Rồi, anh này thì anh ràng buộc không phải chặt chẽ như các cơ sở dữ liệu khác hoặc là SQL Server hay là MySQL đâu nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn thêm cái dữ liệu mẫu để các bạn test thử ha. Đó, dữ liệu mẫu nè là SQL gắn bằng insert into lớp học value mã lớp, ví dụ như là các bạn có là CP 17101 đúng không? Rồi tên lớp là CP 17101 ship gạch 3. Thì các bạn đặt gì là cũng tùy. Rồi, copy cái câu lệnh này xuống thôi. Ok chưa? Rồi nếu thêm một lớp học nữa thì các bạn copy cái dòng này xuống. Mã không được trùng ha, mã trùng nó báo lỗi. À, ví dụ các bạn là cái này 17301 chẳng hạn. Đấy. Ủa, chữ số 0 cô có để cái gì trời. Đấy. Đấy 3 0 1 1 7 3 0 1 đúng không? Đó. Rồi, có thể thêm cái web chẳng hạn đúng không? Lớp web thì các bạn để là WE. Đúng không? Đó, ok. Dù vậy, bây giờ các bạn đã thêm 3 dòng dữ liệu mẫu rồi. Đó, thì cái này là câu lệnh create. Anh này muốn thêm dữ liệu mẫu các bạn cũng thêm tương tự thôi nhé. Thì ở đây các bạn lưu ý cho cô này, cái hàm mà on create này nó chạy một lần duy nhất hàng. Đó, khi chạy mà các bạn mà muốn cập nhật lại dữ liệu ở trong này thì các bạn muốn chạy lại cái hàm on create thì các bạn phải dùng tới cái hàm on upgrade đồ á, on upgrade là cái này là nó chỉ thực thi khi nào khi thay đổi cái version thôi. Thì để thay đổi version thì các bạn sẽ gọi lại hàm on create. Đúng không? Thay đổi version thì nó sẽ gọi thôi. DB. Vậy thì trước khi gọi create thì các bạn nên xóa những cái bảng nào mà xóa những bảng nào tồn tại đi. Tại vì sao? Tại vì nếu như nó đã tồn tại rồi mà các bạn tạo lại lần nữa là nó báo lỗi. Thành ra cô sẽ viết thêm câu lệnh để xóa những bảng mà nó nếu nó tồn tại ha. Rồi, drop table if exists ha. If exists. Đó. Gõ table lớp học vào. Rồi, tương tự các bạn xóa luôn bảng sinh viên nếu có. Không có thì thôi, nó không thực hiện câu lệnh này. Nó chỉ xóa khi nào nó nếu tồn tại thôi, không tồn tại thì nó không xóa. Hiểu không ạ? Là xong. Vậy là như vậy là các bạn đã viết xong được cái class là DB helper. Ok. Đấy, vậy bây giờ các bạn đã hoàn thành cái này rồi, muốn bổ sung gì thì các bạn bổ sung thôi. Rồi bây giờ các bạn làm với cái lớp down. Đúng không? Lớp down thì các bạn có gì ạ? À, có hàm là get, insert, update, delete. Đấy. Thì ở đây thì cô sẽ làm cho các bạn cái hàm gọi là hàm get all để giải thích lại thôi. Còn lưu ý cho cô này, cái adapter này cô sẽ không làm lại nữa. Các bạn coi lại cái phần adapter. Còn nếu mà làm lại thì cô sẽ bổ sung sau vào clip sau, vì cái này nó làm nó dài lắm. Thì cô chưa làm adapter vội ha. À, bây giờ cô sẽ viết cái lớp down trước. Đúng không? Đấy, vậy bây giờ cô sẽ viết cái lớp down nhá. Đó. Hoặc là thôi, bây giờ cô chưa viết lớp down đâu, cô để lại sau đi, tại vì nó dài quá. Cô tạm dừng cái này đây đã nha.